Mấy con thấy mà tại con gái nó đi Thái rồi nên không ai xem sao. Để nhau Nguyên, ngày mai mấy giờ xuống dưới đó để nhau với Nguyên bút xe cho. Cô chú cho địa chỉ là rồi nhau với Nguyên bây giờ đó nó bút xe tới. Anh em ơi, lấy địa chỉ khách sạn của cô ngày mai thì cỡ 12 giờ đưa. Rồi có gì ai bút về cho. Trời dưới đó thiếu gì người. Con dưới đó mà. Lại bạn gái nó đi Thái Lan rồi nên không có ngon. 12 giờ là hơi trễ, đi sáng sớm không? Đi chừng nữa 11 giờ không? 11 giờ xuống đó. Quay hình ngày mai quay 2 tháng chắc cũng lâu á. Nghe nói quay thì tới 11, 12 giờ đêm. 11, 12 giờ đêm á. Sớm nữa. Đi 10 giờ sáng. 10 giờ sáng tới rồi. Nói coi sáng coi con Trang nó đang làm cái đúng rồi đó. Yeah, yeah. Tích tơ lại đi lắm. Yeah, mới coi sáng à. Dạ dạ. Dạ mai con nha. Ngủ dạ có gì nha, dạ có gì. Sao đâu có gì kêu cháu nó ép được. Dạ dạ. Không sao đâu. Con bé mới mà. Bây giờ con nhớ mình một giờ còn 11 giờ là bắt đầu quay thì nó mãi cho chú 10 giờ xuống đi. 10 giờ xuống con này mình ngồi chơi, mình giao lưu bà con giao lưu với bà con. Kêu thầy á. Kêu thầy nó xem cho mình cũng. Dạ dạ. Còn tối thì nó tụi con đó, tụi con bút về lại cho. Rồi. Cô chú là đâu về làm gì? Mỹ. Mỹ về hả? Là bữa giờ tới đó làm tay mấy lần mà kêu. Rồi làm lần ơn đó nhớ không? Dạ dạ dạ. Là gần xong rồi phải không? Đâu? Đâu mà nhiều lần được á. Giờ đến mười gần về là xong mất 16 tay là xong mất. Dạ 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 dạ. Rồi con xong mất chứ. Mấy bà chị có kêu làm răng lưỡi dưới đó, cũng làm nó rồi để lên nàng nào. À vậy đó. Nên là ông định quyết định thôi lên nàng nào cũng gì đâu. À là cứ một hai về anh Na thôi. Một hai về anh Na. Tại vì từ lưỡi dưới lên đây anh Na là xa. Dạ, xa dạ. Chứ mấy giờ giờ mà mấy bạn chị bắt tiêu là làm gần gần đó là dài dài những đi phủ đi kia nọ nhiều lắm. Dạ dạ. Đúng mở gì nè thấy không? Đâu mở nè. Fan mà kiếp fan làm chứ. Dạ dạ. Kiếp fan chưa trời, fan dễ thương quá trời luôn. Dạ. Thôi gán về làm với anh Na rồi anh Na có tiền đi. Vậy đó. Cho ủng hộ chứ không? Dạ, ủng hộ mới có tiền. Dạ, dạ. Cô chú, nha cô chú ngồi nha, rồi chào nha. Ủa xong rồi thiếu sao làm cái này nha cho cô luôn. Đâu có làm từ hướng sang này xong, có làm từ hướng sang cách khác. Vậy hả? Xong rồi thiếu làm mấy cái đồ mồi, mấy cái thằng nha này luôn, cái này tặng. Tặng. Thôi, chấm hết mấy này đi cho nó xong. À, tại bị nè. Dạ, dạ. Nhưng mà ông kỳ đó, cô không biết cô xăm chân mại ở trên kia rồi, mới xăm. Không sao, không sao, không sao. Sao? Dạ, không sao. Xăm cũng đẹp mà bên đó xăm cũng đẹp á. Dạ. Bà chăm từ cái răng rồi đến cái da này kia. Thì người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người rồi nhất dáng gì da. Đúng rồi. Đó, nhất dáng gì da xong rồi bây giờ mình để răng môi lẫn lộn luôn. Cái này để hôm nào chị qua đây em bắn cái đuôi cho. Cái này là cái này nó bắn hết rồi đó. Nó bắn nó xong chưa có đúng vào cái chỗ cái cần bắn nè. Em Vinh đang bắn bên ngoài thế còn cái chỗ cần bắn là chỗ này mà. Ý là chưa tới hả? Chưa tới, chưa tới. Đây là nó bắn nhưng mà bắn chịch ra ngoài, không bắn không có đúng. Trời ơi, có mỗi cái bắn thôi mà cũng không trúng chỗ. Nó không trúng chỗ. Hôm bữa đi á là nó bắn trúng chỗ. Nó bắn xong rồi nó xăm luôn. Nó bắn xong nó xăm nhưng mà nó không biết bên em có xăm không vậy? Bớt hỏi cái chuyện nó đi, bây giờ tập trung bây giờ là cái đồ mồi cái nám với cái quan trọng là giờ chị hỏi là có biết không thôi. Không biết. Cái đó không biết thôi. Thì cái tội ít quay clip ở nhà, ta sợ hoạch người ta quay clip đi. Tại vì bên em cũng có làm. Hôm nào qua đi em bắn lại cho. Thôi không sao, còn mấy cái đuôi dư kia thì còn nó đang hôm bữa. Mới xong có mấy ngày à, mới xong rồi chín tay á. Bữa đi lên đây xong rồi, chưa xong nó còn hẹn nữa. Bữa đi lên đây làm xong rồi chạy qua bển luôn á. Về nhà cũng 2-3 giờ chiều á chứ đâu có sớm đâu. Rồi thôi. Giờ chỉ có thời gian đâu em làm được rồi. Ừ, để
nên là những cái người mùa thì chắc chắn là làm, chứ không mình nó càng ngày nó càng lan. Thôi chờ cho tay đi con mua xăm trường về đi, để ghi hình cho mặt mình đẹp đi, ngày mai đi con mua xăm trường. Thôi chị biết coi đi, chị biết coi, biết đâu lên chụp hình ơ này kia đó. Rồi khi nào xong thì làm như là có thể không? Có thể không? Có thể là nó hơi như đợi anh đi chút xíu rồi đợi lại nó xem. Thứ ba muốn ngày đi xem cái lại dạ. À cái bữa vân vân qua là chị đó là nhà từ nào thì không có xài mỹ phẩm đâu. Đúng không? Xài đi cái đếp nhanh kia đó. Con gái nó sợ đẹp bị đen nên nó cần chống nắng thôi. Không có xài mỹ phẩm. Tại vì cái chị á, mình phải cái chị đó giữ nó chứ không có xài được cái chị khác. Hình như cái nào này là bước trước là mua ra đúng không? Cái đợt là chị em mới dùng live stream đúng không? Còn chị không? Vậy là họ vậy là sai rồi. Không phải, không phải. Em nhớ là em mẹ chị đây là số gì là chị gì chứ không? Đúng rồi, nhưng mà em nhớ là ủa không phải chị là mua cái đợt răng đó hả? Đợt răng mà live stream á? Không không. À dạ, vậy không phải. Em nhớ số này lại đây chứ được. Vì là làm tao mua đồ. Sao biết là Minh hơi nhiều rồi đó. À, nhưng mà đang nhầm theo cái răng á, cái răng hôm trước á. Ủa nó phải. Giờ có clip mà bữa nghệ sĩ hội chung với này nghệ sĩ Dũng Thắng là em nhiều lắm. Bắt từ hôm đó qua nay tao hôm qua mới gặp 2 triệu luôn. Dạ sao ghé nè. Chị Thắng như ghé hả? Vừa ghé nè. Ủa dạ. Nó da thấy mận ra nhiều. Thấy em da mận không em? Ó mận mận nhiều lên. Sắp xanh. Hồi Dung đâu, Hồi Dung chưa có qua. Vừa ghé mình xong. Chị qua lấy hồ sơ tại đi Nha Trang về cầm hồ sơ về dùng cho chị Thắng. Chị em xài một bộ đó thì tại em nói là cái này là chị nói là hiệu quả nè, quan trọng là cái này nó da chị nó làm nám này kia. Em đưa thêm cái không biết một quảng cáo gì đó nói chị phải xài đi, xài trong khi xài chưa hiệu quả, xài chưa hiệu quả quảng cáo trời, với lại cái xài nó cũng êm á, nói chung là vậy nó êm á, nghe nó cũng mịn chứ ha, vậy đó mới thì chị cứ xài đi. Tặng là cái chị hợp kim châu không, da chị là đẹp á, cơ bản là da đẹp đó, ở đây là đây cái mặt trắng hơn cái cổ rồi đó. Nó có mật tâm rồi đó. Nó có mật tâm. Tại vì chị với em mà người gặp nhau đầu tiên mà cho nên nhiều cái da mà chị em thấy là nó mà chú là chị coi đó lúc đó cũng rồi. Da cũng đều màu. Nó đỡ nhiều lắm rồi. Bữa chắc bà chị cũng xuống đây luôn. Dạ chỉ làm da đó, chỉ có làm cho chị. Sao sao cái da của chị coi nó có bị nhiễm cồn không? Rồi bữa giờ có coi da kia chị đâu? Đưa cái gì mà xài mà nó bị phản ứng á. Chị chở chị của chị xuống đó. Em soi da nó có bị nhiễm cồn bữa xuống. Có làm thành da chị chứ không có sao da hả? Tại vì thường mấy cái da phản ứng em soi vô là nhiễm cồn tay ít thôi. Bữa hôm đó đưa máy đi. Nói chung bà đó chắc xài cũng hơi nhiều mỹ phẩm. Thôi vậy thì nhiều là... chất nó còn lại trên mặt chị. Chỉ da chỉ từ dễ xài á. Con gái chỉ xài nhiều được đưa qua chị là chị xài. À có nghĩa là có nhà có nhiều hàng tồn tập là đưa đây mình bán xóa hết. Gái nói xài chị không. Cái nói kho hàng chị chắc đưa qua người xài. Được quá nhiều mà không có gì lớn như vậy. Tại vì cái mỹ phẩm của em á, nếu như mà da mà bị nhiễm cồn mà là đưa vô là phản ứng liền. Nhưng mà chị Mó đi theo em rồi em hướng dẫn đúng tác đồ là bắt đầu có thải còn tiêu hết ra luôn. Cho nên là cũng không sạch. Mỹ phẩm nào cũng vậy cả nhà, nhưng nghĩ rằng đó, tất cả những cái hàng mỹ phẩm ra thì đều có cái công dụng của nó, đều có cái sự tốt, đều có cái sự ưu điểm của người ta. Tuy nhiên đó là phải dùng đúng cách nữa. Tại vì tại sao mà cái bộ mỹ phẩm nhà 4D nó nhiều món, nhiều thứ. Rồi phải có cái sự chăm sóc nữa chứ không phải là mình cứ lên mình bán online sau đó là về tự dùng rồi này kia thì đôi khi là dùng xong rồi những cái da mà nhiễm cồn thì vô ích hay là những cái da mà có những cái chất tồn đọng mỹ phẩm khác ở trên da thì dùng vô nó sẽ phản ứng. Nhưng mà khi mà nó phản ứng như vậy thì mình sẽ điều trị nó như thế nào cũng như là mình sẽ làm như thế nào thì cần phải có cái sự chăm sóc phía sau nữa. Thành ra là các chị em nào mà đang nám mà đang tàn nhang đang buồn ngồi rồi này kia thì cứ gọi cho tôi bốc hoa rồi anh dùng thì sẽ có đội ngũ chăm sóc. Và đặc biệt là những khách hàng nào mà nói rằng dùng mỹ phẩm nhà 4D mà chưa hiệu quả hay gì đó thì là xài đúng cách thôi, chỉ cần đúng cách thôi, đều đúng đủ đều cho dùng thì chắc chắn nó sẽ có cái sự hiệu quả của nó. Và hiệu quả hay không hiệu quả thì cả nhà mình cứ xem những cái kiểm chứng, những cái khách hàng hoặc là gặp trực tiếp những người ở ngoài đời. Ví dụ như hôm nay gặp em với Thiêu đúng không chị, có coi hồi dắt đẻ đi chơi không?
có không? Hồi đó đem xì vừa rồi đem chị em nhìn da này, chị này cũng yêu này, em nhìn da thấy thay đổi rõ ràng. Cái lại trẻ quá ra, mấy tài thấy trẻ nữa đó. Trẻ không hả là nữa. Đó nhìn thấy vậy đó em á, nói chung là hồi đó em có làm, em cũng đi mà đi dài cũng đó. Cũng tiền dữ lắm, không lấy nhầm em đi hết mấy chục không á mà. Là công chúng em nói với chị là làm cho em bị thâm á, thâm nhiều đó. Bắt nó chị bắn laser gì đó. Bữa gặp được mới gặp. Một cái nữa là cả nhà mình cẩn thận, các chị em mình cẩn thận khi mình dùng laser để điều trị nám hoặc là tàn nhang hoặc là đồ ngồi, mình phải kiếm đúng bác sĩ da liễu nha. Bởi vì các bác sĩ sẽ am hiểu cái tần sóng của laser và khi mình bắn sao để cho nó đừng có bị tổn thương, đừng có tổn thương quá. Ví dụ như là mình bắn xong thì thông thường nếu như mà nó bị tăng sắc tố sau laser, rất là nhiều những cái trường hợp mà em gặp em bị tăng sắc tố, tăng sắc tố hơn luôn, rồi là bắt gặp mỏng quá trời luôn. Dạ dạ, em nói là em không bao giờ hiểu được chị ba hai lần chị ba rồi. Dạ chị á, ai vậy? Có nghĩa là trừ khi nào mà nắm chân sâu thôi, nắm chân sâu thì mình mới đi laser, thì em sẽ giới thiệu qua bác sĩ nào mà đúng chuyên môn tay nghề để làm cho em cũng không cần làm á. Đã được nhiều lắm rồi đó, còn trước cái hở có đen thùi lùi, lúc đầu đen thùi lùi tăng sắc tố đúng không? Chỉ còn cũng mở cái này chỉ muốn là nó sáng giống như mình thì chưa được thôi. Chứ à, còn từ chứ còn nếu mà so với những người đen nói này đó, nó cũng là cải thiện phần đó mình với lại nó đỡ cái phần đỡ cái tăng sắc tố kia không? Chị nói sai đấy mà chị em tài không không đưa bà chế nó lên chăm lại, tại vì cái da đó chắc chắn là nhiễm cọt rồi đó. Thời gian là hết à, hại cọt ra. Rồi đặc biệt là những cái ca mà đi bắn mà bị sai tần sóng, bởi vì bây giờ các cái spa mà bắn dùng máy laser thì Dung nghĩ rằng không phải 100% đều là bác sĩ đâu, và không phải là tất cả các những cái người mà sử dụng cái máy laser đó là được học sâu về cái tần sóng của cái máy laser đó, rồi đôi khi bắn nó bị mất sắc tố. Những cái da mà bắn xong mà nó giống như bị bạch tạng bạch biến á này nha, nó trắng, cái đó là vô phương vô chữa không, cái đó là trắng luôn á, giống như bị bạch tạng á mà nó đốm trên mặt này, cái đó là không trị nữa rồi, có nghĩa là khỏi trị luôn. Còn ví dụ tăng sắc tố như chị á là còn làm mờ nó lại được. Anh nói mình cẩn trọng trong cái việc mà sử dụng laser nha, để điều trị nám cũng như là đồ ngồi tàn nhang. Rồi bà con cô bác mình cứ yêu thương người 4D thì cứ tự dùng cái bộ mỹ phẩm nhà 4D, nó có cái set nhỏ nữa, set nhỏ thì chỉ có 1.240.000 thôi, cho ba món 1.240.000 thôi, thì mình cứ mua cái đó xài thử cái đã, nếu mà thấy im ok thì mình mới mua cái bộ lớn. Chứ như mà chế đây là chế em chế dầu cỏ, mất luôn bộ lớn không, mày chế là chế dầu cỏ, chế dầu cỏ chị, nhưng mà mình đã bao nhiêu lần bị rồi. Ở ngoài với lại ta đi mỹ phẩm đi gì đi spa đi ấy đồ liệu trình mấy chục triệu ta còn dám đi để làm cái da, mà thành ra là cái bộ mỹ phẩm 4.000.000 nó không là gì hết á, nhưng phải xài đúng nó mới hiệu quả nha cả nhà. Chị em lâu lâu gặp nhau chị mới vui mà vui đó. Em đó là chị cũng mình yêu thương không phải biết sao không? Nói vậy chứ bà theo bà cũng muốn kiếm người đi cà phê đó, mình không mình có biết đi dài rồi, thành ra là có gì thì khi mà xài mỹ phẩm sử dụng mỹ phẩm nhà 4D á, tại vì có nhiều em là đại lý vô rồi, nhiều đại lý ở các tập nhỏ đôi khi á các bạn hướng dẫn chưa có tới, là đến cái hộp cái này là cái lỗi của em, để quay cái clip hỗ trợ để sử dụng cái đã, có nghĩa là hứa từ hồi đó giờ mình chưa làm để quay đó, tại vì thường á là hướng dẫn cái này về trước, cái này xài sao các bạn hiểu rồi, hứa cái clip của em là sẵn rồi. Ví dụ bây giờ thấy cái nhà số 1 là xài trước nè, có bên em là có luôn, sao đó cái gì vậy, bên em là có hết rồi, em sẽ nhanh khác nữa. Nhưng mà tại vì chị hỏi cái nào xài trước thì em nói là cái đó xài trước cũng được, tại vì em hiểu cái da của chị này, em đã từng gặp rồi. Chồng chị lại xài cái này trước, chị không có xài cái kia. Bây giờ dẫn chị đi cà phê cà pháo thì có luôn mình để mình uống được ăn chén bữa trưa. Nha không được. Hãy làm ở dưới bến cát rồi mà răng bị viêm.
chỉ là làm gì đó, chỉ cần sai cắt thôi. Làm sướng nếu mà sai cắt là bị viêm nhiễm hết. Thành ra giờ mới phải cắt nướu hết, phải không? Nguy hiểm lắm. Bởi vậy răng thiệt để lúc nào cũng tốt hơn răng sứ cho cả nhà. Nhưng mà có còn răng đâu mà thì cũng phải làm chứ. Không, ví dụ như mình có bệnh lý hay gì đó thì mình cần làm răng sứ, hoặc là cái răng mình quá xấu thì mình mới cần phải làm răng sứ thẩm mỹ thôi. Dạ, đấy là bà Dung bà nói. Nhưng mà bà Dung là răng bà đang đẹp lắm, bà cũng làm răng sứ thì vậy. Đấy là bà nói thôi á. Chứ răng của bà là răng to. Hãy giờ người ta đang khuyến cáo theo lời của bác sĩ. Đến bây giờ răng của bà cũng làm răng sứ hết rồi đó bà nha. Không, nhưng mà giống như là em mới chọn cái này. Hết tinh dưỡng tinh dưỡng đây nè, bác có kêu là bỏ hành cho cả. Ừ, ý quay lại ta bỏ hành cho đỡ hành đi. Mà em nói là đã một khi xuống đây rồi là không cần phải bỏ hành trên kia nữa, đã đi bao nhiêu lần. Ôi chụp phim cái này nhìn xuống hồn luôn. Xuống em bị không, tại nếu như mà răng sứ mà viêm nú mà phải cắt nú á, là nặng nặng cắt nú ngoài xương á, thì răng sứ nha tại nhà. Nếu như mà bác sĩ chỉ cần là sai cắt một xíu thôi, xâm lấn một chút thôi, nó gọi là xâm lấn ngoại sinh học á, thì nó sẽ viêm nú ngoài rồi nó sẽ ăn mòn vô phía trong, rồi nó sẽ chảy mủ, chảy xì mủ xì máu ra, nó rất là ghê. Thành ra là răng sứ nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà cần phải có bác sĩ đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm để làm, chứ không có là không có cần phải, nó gọi là gì ta, sai một ly đi một dạ, sai một ly đi một dạ, đã không biết còn có nói, có biết văn thơ, ủa con cười nó nghe con làm cả đi mất rồi tại tại mất rồi tận mang em làm năm gái một trước tết cái gì vậy. Dạ, xong rồi về ăn nhang có được là xuống lên bao nhiêu lần. Dạ, cái này là đi chụp bữa này, cái chị đi cùng lên á, con gái gọi lên ra, ôi con ơi đừng có làm ở đó nha, đi lên anh ba mà làm nè. Xuống nhà, làm răng luôn, không làm gì đâu nữa hết. Dạ, nếu chị làm đó là vui đấy, đừng có làm em chưa làm mà lại con gái vậy đó, chưa làm thì các em làm thôi. Xong rồi chị vậy nó nghe. ý là nó làm nhà trên đó, nghe không đau là cũng nghe được rồi. Yeah. Thì rồi làm không chích tơ luôn, không chích tơ luôn, để làm sao á, nhưng mà lấy lần cái hồi đầu cái thì mày làm rồi á, dạ dạ, tại cái không hết á, dạ, một lần trước má cô để chú rồi, dạ dạ, chú không đau quá, cô xong rồi tới chú, dạ dạ, vậy đó. Giấu nhà, chạy đi tặng cái này chết. Trời ơi, có gì đâu mà giấu.
không, rồi xong rồi chị theo chăm cho đẹp đi, xong rồi ít bữa em xuống dưới nhà chị chơi, xong rồi chịu tập với chị trong xóm rồi đi lại, xong rồi em làm tài ngang cho là đồ cho em nói là cái cuốn này lấy cái chùa tiền tập hóa cũng được vậy. Không, nói vậy chứ cũng không như chị là công nhân xài điện thoại nha. Dạ, em nói cái điện thoại này, nếu em xài điện thì em sẽ giới thiệu. Dạ, dạ, dạ. Trong gia đình là dạ, thì đã giới thiệu cho một bà rồi nhưng mà xài chưa thành công mà. Không phải chị. Nghĩ là cũng xài chưa thành công mà đã giới thiệu cho người khác rồi. Tất cả những cái